Vâng, xin chào quý vị bạn trở lại với Tota Bắc Ninh. Thì em là Hùng, đại diện bán hàng tại Tota Bắc Ninh, có địa chỉ tại đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Tota Vios trước mặt quý vị các bạn đây là mẫu xe quốc dân mà luôn được bàn tán và trao đổi sôi nổi nhất trên thị trường xe. Vì sao nó bán chạy thế? Xe có gì đâu mà bán nhiều vậy? Bỏ qua những cái vấn đề đó thì trong video này em làm cái cập nhật giá bán cho quý khách hàng có nhu cầu mua xe tại tháng 10 cũng như là những thời điểm sắp tới. Thì hiện nay Vios có 3 mẫu xe chính được bày bán là Vios E số sàn phiên bản màu trắng trước mặt quý vị ở đây. Là phiên bản E số sàn, mức giá là 470 triệu đồng nhé, chưa bao gồm khuyến mại và lăn bánh. Hiện nay thì chiếc xe đang có mức hỗ trợ dao động từ 10 đến 12 triệu đồng tiền mặt, tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng như là gói phụ kiện chính hãng kèm theo xe. Thì gói phụ kiện có những cái gì? Thì thông thường nhất với một chiếc xe thì chúng ta sẽ lựa chọn phụ kiện chính hãng bao gồm dán phim cách nhiệt bảo hành 10 năm, trải sàn da Simili và một camera hành trình. Hoặc có thể chọn thay vì camera hành trình chúng ta lựa chọn cục cương điện. Phiên bản thứ hai là Toyota Vios E số tự động phiên bản 3 túi khí có mức niêm yết là 520 triệu. Thì mẫu xe này có cái mức khuyến mại ít hơn một chút. eCVT số tự động thì hiện nay chúng ta chỉ giảm khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng tiền mặt, tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và cũng như một gói phụ kiện chính hãng kèm theo. Và đắt hàng nhất cũng như là bán nhiều nhất thì với những khách hàng đi xe gia đình chúng ta có lẽ là Toyota Vios G phiên bản 7 túi khí có mức giá niêm yết là 570 triệu đồng. Chiếc xe thì gần như được trang bị thêm khá là nhiều option trong vòng 2 năm trở lại đây. Cả 3 phiên bản đều được trang bị ghế da, đầu DVD. Hệ thống đèn thì trên phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta đầy đủ luôn, có bóng bi halogen phản xạ đa hướng nhé. Gọi là xe gia đình đi khá ok. Hiện nay thì Vios G số tự động chúng ta có mức giảm dao động từ khoảng giống như Vios E 10 đến 12 triệu đồng, tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện chính hãng. Chúng ta có thể giao. Ngoài ra thì chúng ta có thể thương lượng thêm với đại lý về chương trình trả góp cũng như là hỗ trợ vay mua cho khách hàng chạy dịch vụ. Thì Toyota có quỹ tài chính riêng, chúng ta có thể vay mua xe với cái mức giá khá ưu đãi và lãi suất tốt hơn so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Cụ thể về chương trình lãi suất thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua line đang đính kèm trên video. Ngoài ra thì với cái mức trả trước tối thiểu hiện nay khi mua xe Vios là bao nhiêu thì 3 mẫu xe chúng ta rẻ nhất Vios E chúng ta trả trước giúp em 120 triệu là có xe đi nhé. Còn các xe khác thì chúng ta dao động từ khoảng 127 đến 130 triệu đồng tùy vào từng thời điểm và cách thức chúng ta vay mua trả góp. Để được tư vấn chi tiết và rõ nhất thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua online đang đính kèm ở trên video. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.